Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên. Chương 13. Nguy cơ của Thành Vân Đạo Tông tới. Ngày hôm sau, sáng sớm, một âm thanh vang lên, đánh thức tất cả người của Thành Vân Đạo Tông. Không tốt, không tốt, sư phụ có chuyện lớn. Thanh âm vang lên, Thái Hoa Đạo Nhân mới chỉ ngủ được 2 canh giờ, nhảy xuống khỏi giường, theo thói quen đóng gói hành lý với tốc độ cực nhanh, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, cửa phòng bị mở ra. Tam sư huynh của tông môn cầm một tờ giấy tuyên thành, vẻ mặt khó coi. Trưởng môn, khoan chạy đã, không phải chủ nợ tới đâu, là việc khác. Đầu Vương Trác Vũ đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng cản Thái Hoa Đạo Nhân. Đây là đệ tử thứ 3 của Thái Hoa Đạo Nhân, cũng là tam sư huynh của Diệp Bình, Vương Trác Vũ, chuyên về bùa chú, trận pháp. Không phải chủ nợ tới, Trác Vũ à? Không phải vi sư nói ngươi, sao ngươi cứ hễ gặp chuyện gì cũng nháo nhào lên thế hả? Hầu hỏi đại sư huynh của ngươi đi, nhìn người ta, nhìn lại mình xem. Vừa nghe không phải chủ nợ tới, Thái Hoa Đạo Nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, giọng trách móc không vui. Đầu Thái Hoa Đạo Nhân hơi choáng váng, từ khi biết tin Diệp Bình là thiên tài, ông đã gửi suốt cả ngày hôm qua tới tận giờ mão mới ngủ, bây giờ là giờ thìn. Cũng chính là mới ngủ được có 2 canh giờ nên ông hơi khó chịu. Nghe xảy ra chuyện lớn, điều đầu tiên ông nghĩ tới chính là chủ nợ tới cửa. Mấy năm nay, vì phát triển Thành Vân Đạo Tông, ông đã vay mượn bên ngoài rất nhiều, nên thường thường sẽ có chủ nợ tới tìm cửa tông môn giục trả nợ, khiến Thái Hoa Đạo Nhân lo lắng sợ hãi. Trưởng môn, tuy không phải chủ nợ tới cửa, nhưng cũng không khác là bao đâu. Người nhìn cái này này, đây là thông báo mới nhất của quản sự tông môn toàn Thanh Châu. Vương Trác Vũ cũng bất đắc dĩ, y đâu có muốn như vậy đâu, nhưng xảy ra việc lớn thật mà. Thông báo cái gì? Bắt phá bỏ rời đi nơi khác à? Thái Hoa Đạo Nhân rất kích động, ông nhận lấy tờ giấy tuyên hành, đọc nhanh như gió. Nét mặt ông nhanh chóng trở nên hơi khó coi. Không, là càng lúc càng khó coi hơn. Sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Thật là, sao có thể như thế? Thái Hoa Đạo Nhân nói liên tục 3 lần câu, sao có thể như thế? Mặt đỏ lên, tâm tình tốt đẹp ngày hôm qua trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Chữ viết trên trang giấy không nhiều, chỉ chừng mấy trăm chữ. Nội dung cũng vô cùng đơn giản, đại khái ý tứ chính là bởi vì ở Thanh Châu đầy đủ linh khí, đất đai màu mỡ, con người đông đúc dẫn đến hiện tượng xuất hiện quá nhiều tông môn mới. Để phòng ngừa có tông môn thật giả lẫn lộn, hãm hại lừa gạt, nên sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm túc tất cả những tông môn đẳng cấp thấp ở Thanh Châu. Cách thức kiểm tra rất đơn giản. Trong vòng 2 tháng kể từ ngày ra thông báo, mỗi người lập tông môn phải nộp 10 viên linh thạch hạ phẩm để chứng tỏ tông môn mình trong sạch. Những người nào quá thời gian quy định mà không nộp linh thạch sẽ bị xóa tư cách khai tông, giải tán tông môn. Nếu có người không nghe lời sẽ sử dụng vũ lực chéo nát. Quyết định này đã được 3 đại tông môn của Thanh Châu và triều đình Tấn Quốc đồng ý. Vô duyên vô cớ trưng thu linh thạch, đúng là trong mắt không có vương pháp, ức hiếp nhỏ yếu, ta phải tới kinh đô cáo ngự. Thái Hoa Đạo Nhân siết chặt nắm đấm, rất là khí thế. Cái thông báo này chính là họa vô đơn chí đối với những tông môn vốn không giàu có. 10 viên linh thạch có lẽ đối với tông môn khác thì chẳng là cái gì, nhưng đối với Thanh Vân Đạo Tông, 10 viên linh thạch hạ phẩm thật sự là một tài sản rất lớn. Trong thế tục, một đồng tiền có thể đổi một cái bánh nướng. 100 đồng bằng một lượng bạc, 100 lượng bạc bằng một lượng vàng, một viên linh thạch hạ phẩm là 10 lượng vàng. 10 viên linh thạch hạ phẩm tương đương với 100 lượng vàng. Có thể nói, Thanh Vân Đạo Tông đã mấy năm chưa hề nhìn thấy linh thạch là trông như thế nào. Thu thập cả một năm của Thanh Vân Đạo Tông, đại khái chừng 10 lượng vàng. Coi như trong quy củ, nhưng 10 viên linh thạch hạ phẩm là khái niệm gì? Thanh Vân Đạo Tông từ trên xuống dưới không ăn không uống, không xài một đồng tiền cũng phải mất 10 năm mới để giành được 10 viên linh thạch hạ phẩm. Cho nên, cái tin này còn khiến người ta khó chịu hơn cả chủ nợ tới cửa. Ít ra chủ nợ tới cửa cũng sẽ không đòi hỏi 10 viên linh thạch. Hơn nữa, dù có định đòi 10 viên linh thạch, coi như là trả nợ xong luôn. Nhưng mà mượn tiền mà trả, muốn mượn nữa có khó không? Không, sau này vẫn còn mượn được. Nhưng mà tự nhiên khi không phải đưa cho người ta 10 viên linh thạch hạ phẩm, có ai chịu nổi không? Thứ làm người ta giận nhất là mình lại không thể không đưa. Vì nếu mình không đưa, người ta sẽ lập tức phái người trấn áp. Ở Thanh Châu, cái gì thiếu chứ tông môn đẳng cấp thấp thì không thiếu. Đau đầu, thật sự là đau đầu à. Thái Hòa Đạo Nhân rất khó chịu. Hôm qua ông đã tính hết, định gom chút tiền mua kiếm phổ mới cho Diệp Bình.
Không ngờ bây giờ lại như thế này. Điều này làm ông vô cùng khó chịu. Khó chịu muốn chết. Sư phụ, bây giờ làm sao? Phường Trác Vũ đứng đó, không biết phải nói gì. Làm gì bây giờ? Có thể làm gì bây giờ? Khỉ gió, chẳng lẽ lên kinh cáo trạng thật? Người có biết quan lại bao che nhau không? Trong lòng Thái Hoa đạo nhân rối rắm, muốn khóc mà không khóc được. Cả nửa ngày sau, Thái Hoa đạo nhân hít sâu một hơi, mở miệng. Gọi mọi người tới chính điện tập hợp, ta muốn tổ chức đại hội tông môn. Thái Hoa đạo nhân có vẻ không còn sức lực. Lần này quả thật là phiền phức. Thông báo này là hàng thật. Ba đại tông môn Thanh Châu đồng ý, có nghĩa cả triều đình Tấn Quốc cũng đồng ý. Chuyện này đương nhiên không phải giỡn chơi. Dạ trưởng môn, người cũng đừng lo lắng quá, chắc là sẽ có cách thôi. Chúng ta tin tưởng ngài. Nét mặt Phương Trong Vũ rất thật lòng. Cút mau đi. Thái Hoa đạo nhân không vui quá. Tin là cái gì hả? Còn chả phải ném hết lên đầu mình sao? Để một mình ôm chứ gì? Dạ dạ. Vương Trác Vũ đi. Đi rất lưu loát, tuy y cũng rất khó chịu, nhưng y cũng đâu có nghĩ ra được cách gì hay. Chỉ bằng rời khỏi đây trước. Dù sao trời có sụp xuống thì cũng có người cao hơn đỡ mà. Nhưng phút chót lại nghe thấy tiếng của Thái Hoa đạo nhân. À mà, đừng để cho sư đệ mới biết. Thái Hoa đạo nhân căn dặn. Việc xấu trong nhà không thể rêu rao. Loại chuyện này chỉ để người trong cuộc biết là được. Vì thế, một giờ sau, trong chính điện Thanh Vân Đạo Tông, bốn người đã vào từ lâu. Còn ba người thì đã xuống núi, không có ở trong tông môn. Giờ khắc này, Thái Hoa đạo nhân xuất hiện, nhưng dáng vẻ ông khá là mệt mỏi, mắt hồng hồng như vừa khóc xong. Trưởng môn, xin chào trưởng môn. Thấy Thái Hoa đạo nhân xuất hiện, mọi người đều lên tiếng chào ông. Trong những trường hợp chính thức, bất kể là có người ngoài hay không, đều nhất định phải gọi là trưởng môn, không được gọi là sư phụ. Thái Hoa đạo nhân có hơi lo lắng. Ông không chào đáp lại mà đi thẳng lên ghế chủ vị, nhìn mọi người, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc. Vi sư nói ngắn gọn, nguy cơ lớn nhất của Thanh Vân đạo tông ta đã xuất hiện. Nét mặt Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc. Ông vừa dứt lời, nét mặt mọi người trong chính điện đều trở nên khó coi. Thái Hoa đạo nhân không nói nhiều, lấy thông báo ra cho mọi người cùng xem. Chính điện nhanh chóng chìm vào im lặng. Bọn họ hiểu thông báo này có ý nghĩa gì, nhưng một giọng nói đã vang lên rất nhanh. 10 viên linh thạch hạ phẩm, tông môn quản lý nghèo tới điên à? Cắt rau cắt hẹ cắt đến trên đầu chúng ta luôn à? Ta muốn lên kinh cáo trạng. Là tiếng của Hứa Lạc Trần. Hắn có vẻ cực kỳ kích động, giọng nói cử chỉ đều giống hệt Thái Hoa đạo nhân lúc mới nghe tin. Nhưng không chỉ hắn, những người còn lại tuy không nói lời nào, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn. 10 viên linh thạch hạ phẩm. Đây quả thực là khiến Thanh Vân Đạo Tông vốn đã không giàu có gặp phải họa vô đơn chí. Nhưng Tô Trường Ngự là đại sư huynh lại rất bình tĩnh. Hắn nhìn Thái Hoa đạo nhân, bình tĩnh hỏi. Trưởng môn, trong tông môn còn bao nhiêu linh thạch? Tô Trường Ngự hỏi thật lòng, không đi hỏi lý do vì sao mà suy nghĩ biện pháp giải quyết, biểu hiện rất tốt vai trò và phong phạm của một đại sư huynh. 70. Thái Hoa đạo nhân chậm rãi đáp, mọi người không khỏi thì nhau thở phào. Chương 14. Là 70 đồng tiền. Trong chính điện, khi mọi người biết được tông môn còn 70 viên linh thạch hạ phẩm thì sắc mặt ai nấy đều nhẹ hẳn đi. Tuy nói tự nhiên mất trắng 10 viên linh thạch hạ phẩm có hơi khiến người ta khó chịu, nhưng nghĩ đến việc còn tới 70 viên, vậy thì cũng không sao cả, coi như dùng tiền tiêu tai đi. Nhưng khi thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của bọn họ, Thái Hoa đạo nhân vô cùng cay đắng lắc đầu. Đám đệ tử lại chìm vào im lặng ngay tức khắc. Không phải 70 viên linh thạch, là 70 lượng vàng. Tâm tình mọi người có hơi bối rối. Thế này thì đúng là hơi khó xử. 70 lượng vàng hả? Tuy khác biệt rất lớn, nhưng chúng ta chỉ cần cố gắng thì cũng không phải là không thể kiếm được trong vòng 2 tháng. Tô Trường Ngự trịnh trọng nói. Tự nhiên lại rất có phong thái, sự gánh vác trách nhiệm của một đại sư huynh. Nghe vậy, mọi người tỉnh táo lại ngay. Có 70 lượng vàng coi như cũng được. Chỉ còn thiếu 30 lượng vàng mà thôi. Mọi người cùng cố gắng cũng không phải không có hy vọng. Nhưng nét mặt Thái Hoa đạo nhân càng khó coi hơn. Tô Trường Ngự nuốt nước bọt. Hắn mở to mắt không tin nổi. Trưởng môn, người đừng nói với ta chỉ có 70 lượng bạc. Tô Trường Ngự không thể nào tin nổi. Nếu như 70 lượng bạc, vậy thì đừng có mà mơ. 70 lượng vàng còn có thể bảo cố gắng thêm một chút, cố kiếm thêm 30 lượng trong vòng 2 tháng, còn có một đường sinh cơ. Nhưng người nói 70 lượng bạc, vậy còn chơi cái lông. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng chỉ có 70 lượng bạc, Thái Hoa đạo nhân lại cay đắng lắc đầu. Tô Trường Ngự, 3 chấm,
Hứa Lạc Trần 3 chấm, Vương Trang Vũ 3 chấm, Trần Linh Nhu 3 chấm, trầm mặc, trầm mặc. Đại điện rơi vào sự tuyệt vọng sâu sắc. 70 đồng. Má nó, người đùa tạ. Ngay từ đầu, mọi người tưởng 70 lượng bạc kỳ thực đã là điểm chót của Thanh Vân Đạo Tông. Nhưng không ngờ, Thái Hoa Đạo Nhân cũng không làm mọi người thất vọng. 70 đồng tiền, thế này còn chơi cái lông gì nữa? Người biết cái lông không? Thu thập mỗi năm của Thanh Vân Đạo Tông cũng chỉ chừng 30 lượng vàng. Tuy Thanh Vân Đạo Tông là tiên môn, nhưng là loại tiên môn kém cỏi trong số kém cỏi nhất. Một năm kiếm được 30 lượng vàng đã là rất giỏi. Tông môn từ trên xuống dưới chỉ có 8 người, không quặng mỏ, không đất đai, chỉ dựa vào trồng trọt chút linh mễ để kiếm tiền mà thôi. Trong vòng 2 tháng mà bảo mọi người đi tìm nhiều ngân lượng như vậy, tìm đâu ra? Bán mình cũng chưa chắc đã đủ. Không đúng, trưởng môn, đạo tông chúng ta tuy là nghèo thật, nhưng không đến mức nghèo như vậy chứ, mấy năm nay cũng phải có tích lũy chứ. Có người không tin, cảm thấy đạo tông tuy nghèo nhưng không thể nghèo đến mức như vậy. Đường đường là một tiên môn mà chỉ có 70 đồng tiền. Phải biết rằng, dù cả ở trong một số tiêu cục của thế tục cũng không thể chỉ có 70 đồng được. Thái Hoa Đạo Nhân không khỏi nổi giận. Lạc Trần, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy vi sư ăn chặn kiếm lời túi riêng? Thái Hoa Đạo Nhân hơi không vui. Đệ tử không dám. Hứa Lạc Trần lập tức thụt đầu xuống. Nhưng Tô Trường Ngự lại nhìn vị sư phụ không có nguyên tắc này của mình chằm chằm. Trưởng môn, ta tin ngài sẽ không ăn chặn kiếm lời túi riêng, nhưng đạo tông không thể nào chỉ còn có được 70 đồng tiền. Ngài nói thật đi. Tô Trường Ngự mơ hồ cảm thấy chuyện không thể nào đơn giản như vậy. Thái Hoa Đạo Nhân há miệng muốn phản bác mấy câu, nhưng nhìn ánh mắt của Tô Trường Ngự lại trở lên hơi lúng túng. Kỳ thật thì, tông môn chúng ta vốn cũng có chút tích lũy. Nhưng mà sau đó, ta suy nghĩ để ngân lượng ở bên mình thì cũng lãng phí. Lên lúc vi sư xuống núi, phát hiện ở dưới núi có một cái gọi là quỹ tu tiên, rất là mới lạ. Nói là nếu tham gia vào trong cái quỹ này, mỗi tháng sẽ được trả tiền lời, hơn nữa còn không ít. Vi sư nghĩ, có người bảo quản ngân lượng giúp chúng ta, lại còn trả tiền lời cho mình, vậy chẳng phải tốt lắm hay sao? Nên đã đưa hết ngân lượng vào trong quỹ. Thái Hoa Đạo Nhân ấp úng, quỹ, đó là cái thứ gì? Sư phụ, vậy giờ đi lấy về. Đúng thế, không cần biết có trả lãi hay không, giờ mau đi lấy về đi. Mọi người thì nhau mở miệng, sau khi biết vẫn còn chút tài sản, ai cũng thở dài nhẹ người. Nhưng Thái Hoa Đạo Nhân lại nói với vẻ bất đắc dĩ. Ta cũng muốn lấy về, nhưng sau khi nộp ngân lượng vào, đến tháng thứ hai thì không tìm được người nữa. Ông nói với giọng bực bội. Nhắc tới chuyện này, ông lại bực bội. Cả đời đánh ưng, không ngờ lần này lại bị luật thiền trong mương. Trưởng môn, ý của ngài là? Trưởng môn, ngài bỏ vào đó bao nhiêu ngân lượng? Mọi người vừa bất đắc dĩ vừa hiếu kỳ. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đại khái 200 lượng vàng. Thái Hoa Đạo Nhân hơi xấu hổ. 200 lượng vàng. Hít. Những âm thanh khiếp sợ. Mọi người quả thật là không thể tin được. Một là vì con số này thực là quá ghê gớm. Hai là làm sao Thanh Vân Đạo Tông có thể có được tới 200 lượng vàng. 200 lượng vàng là cái khái niệm gì? Nếu mỗi ngày tông môn đều ăn thịt cá, thì dựa theo tiêu chuẩn bình thường, một ngày nhiều nhất sẽ tốn 1 lượng bạc. Một tháng quá lắm là 30 lượng bạc. Một năm quá lắm mới là 40 lượng vàng. Đủ để ăn thịt cá cả 50 năm. 50 năm mà, cả đời người có được mấy cái 50 năm? Cái quái gì thế? Trưởng môn, có phải người nói sai không? 200 lượng vàng, Thanh Vân Đạo Tông chúng ta làm sao có thể có nhiều ngân lượng như vậy được? Vương Trác Vũ thấy hơi khó tin, không chỉ hắn, có ai đang ngồi ở đây tin đâu. Có 120 lượng vàng là ta mượn. Giọng Thái Hoa Đạo Nhân khá nhỏ, không dám nói to. Hít. Mọi người hít một hơi kinh hãi. 120 lượng vàng đi mượn, đây là ý gì? Ngáo, ngáo, ngáo. Mọi người hoàn toàn ngáo sạch. Có phải nghĩa là trong 2 tháng chúng ta không phải chỉ kiếm đủ 100 lượng vàng để giải quyết phiền phức này, mà còn phải tìm 120 lượng vàng để giải quyết một phiền phức khác? Thái Hòa Đạo Nhân cúi đầu, ông quả thực có hơi xấu hổ. Vốn ông không định nói chuyện này ra, dù sao quyền nắm thu chi của tông môn đều do ông quản, đâu có ai đi kiểm tra. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này, ông không thể không nói. Đại điện chìm trong im ắng, ai nấy đều vô cùng nặng nề. Thái Hoa Đạo Nhân không biết phải nói gì, mọi người cũng không biết nên nói gì. Cuối cùng, Thái Hoa Đạo Nhân hít sâu một hơi, từ từ lên tiếng. Dù như thế nào, vi sư nhất định sẽ tìm đủ mọi cách. Hôm nay tìm các ngươi chỉ là hy vọng chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Nếu thật sự không được, vi
Vi sư đang phải cố gắng thử sức một lần, quá lắm thì đi Tĩnh Lâm Sơn Mạch một chuyến. Thái Hoa đạo nhân nói vậy, mọi người nghe vậy càng thêm bất đắc dĩ. Tĩnh Lâm Sơn Mạch là sơn mạch yêu thú nổi tiếng, chỉ những kẻ liều mạng mới tới đó giết yêu thú kiếm linh thạch mà thôi, vì nó vô cùng hung hiểm. Làm sao bọn họ để sư phụ mình tới nơi hung hiểm đó? Nhưng mọi người đều không biết phải nói gì. Được rồi, các người đều quay về đi, xem có nghĩ ra được cách gì không. Chứa Ngự, người ở lại, vi sư có chút chuyện muốn dặn người. Thái Hoa đạo nhân nói, bảo Tô Trường Ngự ở lại. Chương 15, ba cảnh giới kiếm đạo vô thượng và kiếm ý vô cùng. Các đệ tử đều đã rời khỏi đại điện, chỉ còn một mình Tô Trường Ngự. Trường Ngự, mấy ngày tới vi sư sẽ xuống núi một chuyến, nhìn xem có mượn được chút linh thạch nào không. Chuyện Diệp Bình, người phải tận lực chăm lo cho ta. Dù có thế nào thì cũng vẫn phải tiếp tục làm theo kế hoạch cũ, nhất định không được để xảy ra sơ sót, có hiểu không? Thái Hòa đạo nhân nghiêm túc nói, đồ nhi hiểu, chỉ là trăm lượng vàng thật sự là có hơi nhiều. Sư phụ, người có thể nghĩ ra cách không? Tô Trường Nghị cũng thấy hơi giàu, vất vả lắm tông môn mới có được một thiên tài, không ngờ lại gặp phải chuyện nguy cấp này. Chắc là sẽ nghĩ ra thôi, nói chung người không cần lo lắng, tông môn chúng ta khó khăn lắm mới có được một con rồng, dù vi sư có khổ thêm một chút cũng không sao cả. Quan trọng là người phải ổn định tiểu sư đệ kia cho ta, dạy hắn cho thật tốt, đừng có dạy bậy. Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói. Sau khi biết Diệp Bình là thiên tài, Thái Hoa đạo nhân không hề hy vọng Tô Trường Ngự dạy hỏng người ta nên mới nói như vậy. Được, vi sư yên tâm đi, tông môn có ta ở đây, ngài không cần lo lắng. Tô Trường Ngự gật đầu, hắn đã suy nghĩ suốt đêm qua, cảm thấy Thái Hoa đạo nhân nói rất đúng. Vấn đề tâm lý kia cũng đã qua, giờ không còn gánh nặng nào nữa. Không lâu sau, Tô Trường Ngự cũng rời đại điện, đi ra sau núi. Ở sau núi, Diệp Bình vẫn đang giác ngộ viết kiếm. Từ khi biết thiên phú kiếm đạo của mình chỉ bình thường, Diệp Bình càng nỗ lực hơn. Nếu không phải cơ thể không chịu nổi, hắn còn muốn dùng hết 12 canh giờ một ngày để giác ngộ viết kiếm. Tất nhiên, sự chăm chỉ sẽ luôn luôn được hồi đáp. Tứ Lôi kiếm pháp có tổng cộng 1640 kiếm chiêu, Diệp Bình bây giờ đã giác ngộ được 720 kiếm chiêu. Hơn nữa, tốc độ giác ngộ càng lúc càng nhanh, hắn có lòng tin trong vòng 3 ngày sẽ luyện được Tứ Lôi kiếm pháp tới đăng phong tạo cực. Ngay lúc này, Tô Trường Ngự tới. Tiểu sư đệ. Tô Trường Ngự xuất hiện, khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ cao ngạo, không phải cố ý ra vẻ sĩ diện với Diệp Bình, mà mỗi lần là vì hắn cười không nổi. Giờ mỗi lần đối diện Diệp Bình, hắn đều có áp lực. Chào đại sư huynh. Diệp Bình thấy Tô Trường Ngự tới, vội vàng đứng dậy hành lễ. Sư đệ không cần đa lễ, chúng ta tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng đều bái nhập vào cùng một tông môn, đương nhiên tình như thủ túc, loại lễ nghi quy củ này không cần quan tâm. Tô Trường Ngự vội mở miệng, không để cho Diệp Bình hành lễ, hắn nhận không nổi. Đại sư huynh nói giỡn, lễ nghi chính là gốc rễ của con người, đương nhiên sư đệ phải tuân thủ. Diệp Bình lại không đồng ý, có câu châm ngôn rất hay, lễ nhiều người không trách. Hồi hắn trà trộn vào giới văn đàn, gặp ai cũng khen, gặp ai cũng chào, như vậy mà lấy được khá nhiều thiện cảm. Tô Trường Ngự không xoắn xuýt chi tiết, vô thức hỏi, tiểu đệ, hôm nay giác ngộ được bao nhiêu kiếm chiêu? Hắn hỏi, nhắc tới kiếm chiêu, Diệp Bình có hơi xấu hổ. Từ hôm qua đến giờ, chỉ giác ngộ được tới chiêu 720. Diệp Bình trả lời, Tô Trường Ngự, 3 chấm. Nghĩa là được 720 chiêu, chùa sót quá. Tô Trường Ngự thật sự không biết phải nói tiếp như thế nào, hắn rất khó chịu. Nhưng suy nghĩ một lúc, Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, nghiến răng dứt khoát diễn phải diễn cho chót, dù sao cũng đã diễn mấy ngày, không có gì phải ngượng nữa. Nghĩ vậy, Tô Trường Ngự lắc đầu nói, vẫn còn thiếu chút hòa hầu. Tô Trường Ngự nói thế, quả nhiên Diệp Bình nghe vậy, nét mặt hơi sầu nhưng hắn hỏi ngay. Đại sư huynh, phải lĩnh ngộ tới bao nhiêu kiếm chiêu thì mới coi là đạt, với lại bộ kiếm pháp của ta tên là gì? Diệp Bình hỏi, hắn không biết rốt cuộc phải bao nhiêu chiêu nữa mới được tính là hợp cách, mà cái chuyện phổ cập khoa học này, Tô Trường Ngự là lành nghề. Tiểu sư đệ, người hãy nghe cho kỹ. Bộ kiếm pháp này của người có tên là Tứ Lôi kiếm pháp, trong đó có 4 loại kiếm thuật khác nhau, Xuân Lôi, Hạ Lôi, Thu Lôi và Đông Lôi. Chọn bộ kiếm pháp có tổng cộng 1460 chiêu, khi người giác ngộ được ra hết, thì coi như đã luyện bộ kiếm pháp này đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Kiếm pháp chia làm 4 cảnh giới, sơ khuy môn kính, lô hỏa thần thành, đại thành viên mãn, đăng phong tạo cực. Nói đến đây, Tô Trường Ngự hơi dừng lại. Nhưng mà đến được đăng phong tạo cực cũng vẹn vẹn mới chỉ là bắt đầu.
kiếm pháp đăng phong tạo cực là đòi hỏi cần phải ngưng tụ được kiếm thế thuộc về mình, mà sau khi giác ngộ được kiếm thế thì còn có kiếm ý. Một cường giả kiếm đạo cường đại thật sự phải ngưng tụ được kiếm thế và kiếm ý. Sau khi ngưng tụ kiếm thế và kiếm ý mới có thể dung hợp tinh thần trí vào làm một, đến lúc đó mới có thể được gọi là tu sĩ kiếm đạo. Người hiểu chưa? Tô Trường Ngự nghiêm túc phổ cập kiến thức vô cùng tỉ mỉ. Diệp Bình mới bừng tỉnh ra. Thì ra là thế. Diệp Bình hiểu, bèn hỏi liền một câu làm Tô Trường Ngự vô cùng bối rối. Vậy đại sư huynh, hiện giờ huynh đã tới cảnh giới gì? Diệp Bình hỏi. Câu hỏi này rất lúng túng nha. Tô Trường Ngự không biết phải trả lời làm sao. Ta nói ta mới tới sơ khuy môn kính, ngươi tin sao? Tô Trường Ngự nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, sau đó chắp tay ra sau lưng. Sư huynh bất tài, đầu năm ngoái mới chỉ bước vào cảnh giới vô thượng kiếm đạo đầu tiên trong truyền thuyết, vô cùng kiếm ý mà thôi. Tô Trường Ngự không dám nói chính xác, chỉ còn bắt đầu bịa chuyện. Vô cùng kiếm ý? Diệp Bình chấn kinh, hắn không hiểu vô cùng kiếm ý là gì, nhưng chỉ nghe tên cũng thấy rất lợi hại. Kiếm chiêu, kiếm thế, sau cùng mới là kiếm ý. Một kiếm ý đã khó ngưng tụ, mà còn vô cùng kiếm ý. Đây là khái niệm gì cơ chứ? Ừ, vô cùng kiếm ý, kiếm đạo nhất mạch, sau khi đi tới đỉnh giới cao sẽ xuất hiện cảnh giới vô thượng. Cảnh giới vô thượng chia làm 3 cảnh giới. Thứ nhất là vô cùng kiếm ý, ý nghĩa như tên, chính là có vô số kiếm ý. Bước vào cảnh giới này chính là đệ nhất của 10 nước. Tô Trường Ngự nói, điều này thì hắn không nói dối, vì đó đúng là cảnh giới vô thượng của kiếm đạo. Nhưng mà cả Thanh Châu chưa có ai đạt tới cả, Tấn Quốc cũng không có. Nhưng trong 10 nước thì có một người đã bước được một nửa bàn chân vào lĩnh vực vô cùng kiếm ý. Đó chính là Thái Hư Kiếm Tôn, cường giả kiếm đạo đệ nhất của 10 nước. Xong, người này cũng chỉ mới là bước vào được nửa bàn chân mà thôi, còn cách vô cùng kiếm ý chân chính rất xa. Nghe Tô Trường Ngự nói vậy, Diệp Bình càng muốn hướng tới hơn. Vô cùng kiếm ý, nghe tên cũng đã đủ nổ trời. Đầu năm ngoái, đại sư huynh đã bước vào cảnh giới này. Nói không chừng, mình cũng có thể bước vào cảnh giới này khi mình còn sống. Đến lúc đó, chẳng phải mình chính là người đứng thứ 20 nước hay sao? Dù sao cũng có đại sư huynh ở đây mà. Nghĩ vậy, Diệp Bình càng kích động hơn. Nói thật, làm người đứng đầu 10 nước hắn thấy xa xôi quá. Đứng đầu Thanh Châu là hắn thỏa mãn lắm rồi. Hơn nữa, làm người đứng nhì thì cũng hay mà. Dù sao trời có sụp xuống cũng có người đứng đầu chống đỡ. Sư đệ hiểu, xin sư huynh yên tâm. Sư đệ nhất định sẽ nỗ lực đuổi theo bước chân của sư huynh, nhất định sẽ bước vào vô cùng kiếm ý khi còn sống. Diệp Bình nói với vẻ kích động. Tô Trường Ngự lại khó chịu, bởi vì hắn lại thấy cay đắng hơn. Nhưng nghĩ đến mình là người thầy dạy vỡ lòng của Diệp Bình, trong lòng hắn cũng thấy đỡ hơn đôi chút. Tiểu sư đệ, mấy ngày tới ngươi tiếp tục giác ngộ viết kiếm đi. Mấy ngày này sư huynh sẽ theo bên cạnh ngươi, phòng ngươi xảy ra sai sót. Tô Trường Ngự nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, chờ đến khi sư đệ trở nên nổi bật, nhất định sẽ không quên ân. Diệp Bình cảm kích. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, hãy đăng ký kênh để nghe thêm nhiều chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.